trời ơi, trâu nhà ai phá hết rau của tôi rồi. Con trâu này, đi, đi. Đi nào, sao lại phá rau nhà người ta thế hả? Này, ngươi định đi đâu? Ngươi không trông trâu để nó phá vườn rau của ta, ngươi phải đền cho ta. À, hôm nay ngươi ăn gan hùm đấy hả? Ngươi biết con trâu này là của ai không? Của cụ Lý đấy. Của ai thì cũng thế thôi, để nó chạy lung tung phá phách thì cũng phải đền hết. Hôm trước thằng Tí không may để trâu ăn lúa nhà cụ Lý, cũng bị cụ phạt 2 đồng kia kìa. Ngươi lại đi so ngươi với cụ Lý à? Ngươi chỉ là thằng làm thuê cho phú ông nhá. Còn cụ Lý là người đức cao vọng trọng trong làng này, không ai bắt vạ được cụ hết nhá. Đấy mọi người xem, trâu của cụ Lý dẫm nát lên rau nhà tôi thế kia. Cụ Lý phạt vạ người khác được, mà người khác lại không phạt cụ được. Vô lý, quá là vô lý mà. Ừ, vô lý thật đấy. Cụ Lý phải trả tiền cho cậu ấy mới đúng chứ nhỉ. Đứa nào đòi phạt vạ ta đấy? Ừ, dạ cụ, là thằng nô đấy cụ ạ. Ta bảo người đi chăn trâu một lúc rồi về, thế mà chứa chây chứa chật ra mà không thấy mặt mũi tắm hơi đâu. Ngươi định bỏ đói ta đấy phòng? Ơ dạ cụ còn đầu dám. Tại con trâu đi lạc vào vườn rau của thằng nô, con phải tìm mãi nên. Đấy, chính miệng ngươi nói trâu đi lạc vào vườn rau nhà ta đấy nhá. Dạ bẩm cụ, nhà con nghèo đói, có mỗi mảnh vườn bé tẹo này trồng ít rau cỏ, kiếm đồng ra đồng vào. Ai dè trâu nhà cụ đi vào phá nát hết, cụ phải làm chủ cho con ạ. Tên kia to gan, ngươi dám phạt vạ cả cụ Lý thật đấy à? Thì hôm trước cụ phạt ta, giờ cụ cũng phải bị phạt, thế mới công bằng chứ. Ngươi kia hầu, ngươi làm gì mà cứ ấm mỹ lên thế? Ngươi nhà ta là ai cũng phải nhẹ nhàng tư tốn, mọi chuyện cứ bình tĩnh, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết, biết chưa? Dạ thưa cụ. Cụ là người có vai vế, lại là người có tiếng nói trong làng. Ngày trước cụ đã từng nói, trâu nhà ai mà để đi phá ruộng phá vườn của người khác thì sẽ bị phạt. Vậy bây giờ trâu của cụ phá vườn nhà con thì cũng phải thực hiện đúng theo lời cụ nói, đúng không ạ? Đương nhiên, trâu của ta phá vườn của người, dĩ nhiên ta phải đền rồi. Ta đền một đống là được chứ gì. Ấy, thôi chết, ta lại để quên túi tiền ở nhà rồi. Thôi thì thế này, trâu nhà ta phá vườn rau của người, ta sẽ đền tiền. Nhưng giờ ta lại không mang theo tiền, cho nên là 10 năm sau ngươi tới nhà ta, ta sẽ đền, rõ chưa? Ờ, sao lại 10 năm mới trả? Cụ nói vậy khác nào không trả. Bây giờ con theo cụ về nhà lấy tiền luôn cũng được ạ. Ờ hay, ngươi điếc hay già vừa điếc đấy ha. Ta nói không trả bao giờ. Ta trả, những 10 năm sau tới tìm ta, ta trả không thiếu một xu. Không, dắt trâu về. Dạ, 10 năm sau tới mà đòi tiền nhá. Ơ kìa, nợ gì mà 10 năm mới trả? Thế khác nào là cụ Lý quỵt nợ. Đền tiền ngay cho em. Ờ, anh xin lỗi rồi mà. Không có lỗi lầm gì hết. Anh làm hỏng rìu của em thì phải đền cho em một con rìu mới, không thì phải trả tiền cho em, trả em 1 hào đây. Thôi được rồi, đền 1 hào chứ gì, tiền anh đẩy. Nhưng anh không thích trả bây giờ, 10 năm nữa em đến gặp anh sẽ trả. Ờ, sao lại thế? Anh phải trả luôn để em còn mua rìu mới chứ. Anh đã nói 10 năm nữa anh mới trả, đừng có đi theo anh nữa. Nợ gì 10 năm mới trả? Anh định xù nợ đấy à? Không biết đâu, em mất đền đấy. Luật ở đây là vậy, nợ gì cũng 10 năm mới trả, nghe rõ chưa? Thật là hoang đường, ở đâu có cái luật nợ 10 năm mới trả hả? Ờ, dạ, con chào quan lớn ạ. Dạ con chào quan lớn, xin quan lớn.
an làm chủ cho con. Anh Nô làm hỏng diều của con mà anh ấy bảo 10 năm sau mới đền con tiền ạ. Tên kia, ngươi cậy lớn bắt nạt bé. Đời thủa nhà ai mà nợ 10 năm mới trả? Dạ, con chào quan lớn ạ. Như vậy là không được nợ 10 năm sao thưa quan? Không có tiền thì không nói. Đằng này ngươi có tiền mà không trả, còn khất của thằng bé đến 10 năm sau làm gì hả? Dạ, nhưng mà có tiền là phải trả ngay, phải không thưa quan? Chứ còn gì nữa. Kể cả là người lớn, người có vai vế thì cũng phải trả ngay đúng không ạ? Càng người có nhiều tiền, có vai vế thì càng phải làm gương cho mọi người. Tiền nhiều mà có mỗi vài đồng cũng chảy bựa như thế là không được. Mà Hồng Xiêm, ngươi nói thế là có ý gì? Ngươi muốn ám chỉ ai? Dạ. Lý Trưởng, ngươi là người có vai vế, có tiền của, sao lại nợ của người ta một đồng mà cũng khất đến những 10 năm là sao? Dạ, con không dám. Chẳng qua là lúc đó con không có tiền nên mới định khất ạ. Khất gì mà khất đến tận 10 năm hả? Ngươi định không trả phải không? Dạ, con nào dám. Con trả ngay, trả luôn đây ạ. Đấy, ta trả ngươi một đồng, không có nợ nần gì nữa nhá. Dạ, con đòi ơn cụ Lý ạ. Chưa hết, ngươi còn phải đền thêm một đồng vì làm tổn thương tinh thần của hắn nữa. Dạ, con đòi ơn quan lớn, đòi ơn cụ Lý ạ. Lý Trưởng, ngươi thân là bậc đức cao vọng trọng trong làng, có tiếng nói thì phải biết làm gương cho dân làng noi theo. Từ giờ, ta còn nghe thấy người dân phản ánh về thói ỷ thế hiếp người của ngươi nữa. Cứ liệu cái thần hồn đấy. Dạ, con không dám nữa đâu ạ. Nhìn cái mặt sợ sệt hèn hèn của Lý Trưởng lúc gặp quan, anh thấy hả hê quá. Cũng may là có kế sách của Hồng Xiêm, anh mới có thể đòi được tiền của cụ Lý dễ dàng như vậy đấy. Mà lại còn được bồi thường thêm hẳn một đồng. Thế thì... Hôm nay hai đứa thích ăn gì, anh mời. Yeah, anh bắt đầu hiểu em rồi đấy. Đúng là mít mật, quanh quẩn cũng chỉ vào việc ăn uống. Ba ơi, quái lạ, rõ ràng vừa nãy còn nghe giọng nó ở trong nhà mà. Ba ơi. Dạ, cháu đây ạ. Ngươi làm gì ở trong mà ta gọi khan cả cổ không thưa thế? Chú đừng có ngoa, chú mới gọi cháu có 2 tiếng mà đã kêu khan cổ. Giỏi nhỉ, ngươi nghe ta gọi mà không thưa à? À, cháu xin lỗi chú, mong chú đừng giận. Tại cháu đang mải suy nghĩ quá. Nghĩ à? Nghĩ chuyện gì? Dạ, chẳng giấu gì chú. Cháu đang nghĩ, rõ ràng là cháu học hành trên tỉnh đàng hoàng, cũng luôn cố gắng, nhưng lại không có thành tựu gì nổi bật. Đã thế, nhiều người còn nói cháu bất tài, vô dụng. Cháu cảm thấy cháu ngu ngốc và sống một cuộc đời thất bại ạ. Ôi giáo ơi, lại là chuyện này à? Ông cháu nghĩ ít thôi cháu ạ. Cháu học hành giỏi giang, làm ăn thì mới bắt đầu. Với khả năng của cháu thì từ từ sẽ thấy thành quả thôi. Cháu biết chú nói vậy là đang an ủi cháu. Chứ cháu biết bản thân cháu vô dụng thật mà. Thiên hạ nói cũng đâu có sai đâu. Ta đã bảo là không. Ôi chú đừng nói nữa, cháu chán lắm rồi. Thằng cháu mình cứ thế này thì hỏng hẳn. Không được, mình phải tìm cách thôi. Thầy Đồ ơi! Phú ông đấy à? Phú ông còn tới nhà tôi, có việc gì đấy ạ? À, chả là thế này. Ra là vậy. Chuyện này khó đấy.
mong thầy cố nghĩ cách giúp cho. Cả họ nhà tôi có mỗi thằng ba là học hành tử tế nhất. Nó mà cứ thế này á thì dòng họ tôi sao nở mày nở mặt được. À, chẳng giấu gì thầy, cái nhẫn này trông đơn giản thế thôi, nhưng nó phải hơn 5 đồng đấy. Tôi được một chọc phú làng Đông tặng ấy mà. À, ra vậy. Đơn giản mà giá trị lớn. Thầy đừng mải mê ngắm cái nhẫn này nữa. Làm ơn nghĩ cách giúp tôi đi. Nếu thằng ba thay đổi, tôi sẽ hậu tạ thầy mà không tiếc bất cứ thứ gì cả. Hả? Thật thế à? Hậu tạ thì tôi không dám. Tôi chỉ xin chiếc nhẫn này của ông thôi. Hả? Xin cái nhẫn này á? Ông tiếc à? Chẳng phải ông vừa nói là ông không tiếc bất cứ cái gì sao? Có một cái nhẫn 5 đồng mà giúp cháu ông nghĩ thông thì có đáng không? Mà có cái nhẫn đó thì tôi mới giúp cháu ông được. Tôi nào có tiếc. Chỉ là... Mà thôi, cháu tôi mà nhận ra nó có giá trị thì cái nhẫn này là gì? Vậy được rồi, sáng mai ông chỉ cần nói cháu ông tới cây đa đầu làng, tôi có việc nhờ là được. Được, thế thì tôi cảm ơn thầy trước nhá. Con chào thầy. Chú con nói là thầy gọi con ra đây. Chẳng hay có việc gì ạ? À, chẳng là ta thấy con học hành giỏi giang, hiểu biết nhiều. Ta nhờ con đi bán giúp ta cái nhẫn này. Nhưng không bán dưới 2 đồng nhá. À, tưởng chuyện gì? Thế để con đi. Này này, ta chưa nói hết. Cái nhẫn này con đem ra chợ và chỉ được bán cho những người bán thịt bán cá. Ví dụ như là bà Thìn Béo bán thịt lợn, ông Tứ Cao bán vải, bà Mơ bán bánh mật đấy, nghe chưa? Ờ, sao lại thế hả thầy? Thì cứ làm theo lời ta dặn đi. Nhớ là không bán dưới 2 đồng và chỉ bán cho những người bán thịt, bán cá, bán hoa quả thôi nhớ. Dạ vâng ạ. Nhìn đơn giản thế này mà đòi bán tận 2 đồng á? Cậu tìm người khác mà bán, để tôi còn bán hàng. Cậu đùa à? Cái nhẫn bé tí này mà hết giá trên trời thế, giữ lấy mà dùng nhá. Thôi đi đi. Cậu mà nhất quyết bán cái giá ấy thì tốt nhất cầm về đi cho sớm chợ. Sao vậy ạ? Cái nhẫn quý này mà không ai mua 2 đồng là sao? Ôi dào ơi, người bán ai chẳng nói quý. Nhưng cậu nhìn xem, cái nhẫn này á, nhìn chẳng có điểm nhấn gì cả, đơn điệu, chẳng hiểu có cái giá trị gì mà đòi những 2 đồng. Cậu không thấy vô lý à? Ơ, thầy, sao thầy lại ở đây ạ? Nãy giờ ta vẫn đi theo con, xem con có làm đúng lời ta dặn không ấy mà. Thế con vẫn chưa bán được cái nhẫn à? Dạ không bán được thầy ạ. Ai cũng nói nhẫn này không có giá trị, không đến 2 đồng. Ta hiểu. Giờ thế này nhá, con nghĩ xem, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu trước khi bán, ta biết chính xác giá trị chiếc nhẫn này là bao nhiêu. Mà ai hiểu được giá trị của chiếc nhẫn này tốt nhất nhỉ? Hiểu được giá trị chiếc nhẫn nhất? Thợ Kim Hoàn phải không thầy? Chính xác. Thế con với thầy tới đó nhá. Ôi, quả là nhẫn quý. Tuy nhìn rất đơn giản nhưng lại tinh tế. Nếu ông bán, tôi sẽ mua nó với giá 5 đồng. Cảm ơn ông, tôi không bán ạ. Sao thầy không bán? Chẳng phải thầy bảo con bán với giá 2 đồng sao? Giờ được trả giá tận 5 đồng, sao thầy lại không bán ạ? Ta không có ý định bán cái nhẫn này. Ta chỉ muốn con hiểu một điều. Chỉ những ai thật sự hiểu về chiếc nhẫn mới đánh giá đúng giá trị của nó. Cái nhẫn đáng giá 5 đồng, nhưng con không bán được giá 2 đồng. Vì những người bán thịt, bán vải, bán mật có biết về giá trị của nó đâu. Vì thế, chẳng phải con đã lãng phí thời gian lang thang trong chợ đi bán cho những người không biết giá trị của cái nhẫn sao? Cũng như con vậy, con là người giỏi giang, có giá trị của riêng mình.
đừng để ý tới bất cứ ai không hiểu hết về con mà buồn chán. Dạ, con hiểu rồi ạ. Hóa ra thầy cho con đi bán nhẫn là để dạy con. Con biết ơn thầy nhiều. Nhân tiện, con mời thầy ra hàng kia ăn bánh ạ. Tập tầm vông, tay không tay có. Tập tầm vó, tay nào có, tay nào không. Tay này. Cậu lại thua rồi. Toàn thua là thua, không chơi nữa, không chơi nữa. Tập tầm vông, tay không tay có. Cái đồ lầm lì ít nói lại xấu xí kìa. Mình phải trêu nó cho bỏ ghét mới được. Khế ơi, Khế, sao cậu buồn thế? Cậu bị mất gì à? Sao cậu không nói gì thế? Cậu khinh tớ à? Đúng là, mà cậu lắc đầu là đúng rồi. Cậu đâu có mất gì, cậu còn được thêm ý chứ. Cậu nói sao? Tớ được thêm cái gì? Thì cậu trả thêm cái sẹo to đùng này còn gì. Cậu xem, cả lớp mình có ai có đâu. cậu... Có thế mà cũng khóc. Tớ xin lỗi, tớ không cố ý, được chưa? Khế, có chuyện gì thế? Chắc mít mật lại trêu cậu ấy khóc rồi. Thật là... Cái cậu này, đã nói bao nhiêu lần là không được trêu ghẹo Khế rồi. Nó mới chuyển tới mà suốt ngày cậu trêu nó. Mít mật, cậu quá đáng thật đấy. Ôi giời ơi, tại cậu ấy mít ướt đấy chứ. Ai bảo cậu ấy không chịu ra chơi cùng bọn mình. Trêu có tí đã không? Cậu nói thế mà nghe được à? Cậu ấy mới đến nên còn ngại, cậu lại suốt ngày chọc ghẹo, làm cậu ấy tủi thân, làm sao mà dám chơi cùng chứ. Đúng đấy, bạn bè là để bảo vệ nhau, không phải để chế giễu. Thôi thôi, chuyện bé xe ra to, tớ đã xin lỗi nó rồi còn gì. Cậu không thể cứ cố tình làm sai rồi lại xin lỗi. Có phải xin lỗi là xong đâu. Xin lỗi là xong chứ sao. Chẳng phải thầy dạy làm sai thì phải xin lỗi à? Thôi không nói nữa, vào lớp đi. Vì nó mà đám hổng xiêm gay gắt với mình. Mà mình có nói gì sai đâu. Sẹo xấu thì bảo xấu chứ. Cậu, trả vở cho tớ đi. Trả đây, sách vở của tớ bây giờ. Ha ha, đúng là người sao vật vậy. Tới cả quyển vở cũng lấm lem. Đã bảo trả tớ đây, xấu thì kệ tớ. Tớ nói không đúng à? Lêu lêu, người thì có sẹo, vợ thì lấm lem. Trò xin lỗi bạn ngay. Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu. Với cả, tớ nói sự thật mà, cậu khóc cái gì chứ. Mít mật, cậu quá đáng thế. Sao cậu vẫn chứng nào tật nấy thế? Cậu không nghe bọn tớ nói à? Thì lần sau tớ không thế nữa là được chứ gì. Với lại á, lần nào tớ chẳng xin lỗi nó rồi. Xin lỗi, cậu làm anh ấy không nức nở lên rồi xin lỗi bao nhiêu lần rồi. Cậu lạm dụng hai từ xin lỗi quá nhiều rồi đấy. Hóa ra mít mật ỉ vào từ xin lỗi rồi cứ thế làm sai mà không hối hận sao. Mình có cách rồi. Mít mật, trò lên đây. Bây giờ trò hãy cầm ly nước hắt hết nước ra ngoài. Dạ, thầy bảo trò hắt ly nước đi ạ. Trò hắt hết nước ở trong ly đi, nhanh lên. Rồi, bây giờ trò hãy đi lấy lại nước đã hắt cho thầy. Dạ, thưa thầy, nước đã hắt đi, làm sao lấy lại được ạ? Trò... Được, vậy thì trò xin lỗi ly nước đi. Dạ. Trò xin lỗi ly nước ngay. Mình xin lỗi. Trò nói xem, có phải dù trò đã xin lỗi nhưng nước đã hắt đi thì cũng không thể lấy lại nước như ban đầu, đúng không? Dạ. Các trò thấy đấy, có những thứ mất đi không bao giờ lấy lại được. Cũng có những lời nói làm tổn thương không bao giờ rút lại được. Dạ, trò hiểu ạ. Vì thế, đừng cố tình làm sai rồi xin lỗi. Cách tốt nhất là cố gắng đừng làm tổn thương người khác, đừng để phải nói lời xin lỗi. Dạ thưa thầy, trò hiểu rồi ạ. Trò hứa từ giờ không trêu chọc, chế giễu bạn Khế nữa ạ. Cậu tha lỗi cho tớ nhá. Ừ, thôi, không sao.
bạn mới của các cậu à? Sao cái má của bạn ấy khác người thường quá vậy? Này, thích gây sự với tụi này à? Có đi ngay không? Que củi này không có mắt đâu đấy. Nhớ mặt tớ đấy. Cậu đừng buồn, kệ bọn nó. Lần sau cậu cũng không cần lấy tay che vết sẹo nữa. Ai nói gì, cậu cứ nói với bọn tớ sẽ bảo vệ cậu. Ừ. Xoài, Xoài ơi, dậy đi nào, trễ lắm rồi con. Cho con ngủ thêm tí nữa. Dậy đi, mẹ bảo thằng Nô làm bún bò mà con thích đây. Thôi, con muốn ăn. Thế con ăn gà tần để mẹ đi mua nhá. Dạo này xoài của mẹ nhìn xanh xao lắm. Bà ấy có phải mẹ ruột mình đâu mà lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm. Nghe giả tạo phải ớn. Thôi, con vẫn còn ngủ lắm, chưa muốn ăn. Dậy ngay cho mẹ, dậy ăn còn học bài nữa. Đây, bà ấy đâu có thương mình. Lúc nào cũng ép mình, điều khiển mình như con rối. Vẫn sớm mà mẹ. Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi còn sớm gì. Con lười biếng thế này thì sao làm được việc gì? Bà ta chỉ muốn mình thành kẻ bất tài, vô dụng thôi. Vâng. Cơm nước xong chưa mình ơi? Tôi đói quá. Muốn ăn thì ông tự đi mà nấu đi. Tay tôi đau lắm, không nấu nướng gì nữa hết. Tay bà bị sao thế? Vừa mới ngã ở dưới bếp kia kìa. Ôi giời ơi, làm sao mà ngã? Còn đau chỗ nào không? Ấy, đừng đụng vào, đau. Cái sàn nhà bếp vấy mỡ, tôi không để ý nên bước vào. Sao sàn lại có mỡ thế hả? Làm sao tôi biết được? Chắc lại thằng Xoài nghịch chứ gì. Thằng quỷ, để tôi cho nó một trận. Cha, mẹ, con đi học mới về. Xoài, có phải con đổ mỡ ra sàn bếp không? Mỡ gì ạ? Con không biết. Lại còn chối à? Không phải con thì ai vào đây? Nhà này chỉ có con là nghịch ngợm, quậy phá nhất thôi. Không, không phải con thật mà. Con nhìn xem, mẹ hai con bị ngã trật tay rồi đấy. Trò này chắc chắn chỉ có con làm thôi. Cha buồn cười nhở. Con đã bảo con không làm rồi mà. Cha chỉ biết bênh mẹ hai thôi. Thôi thôi, hai cha con đừng tranh cãi nữa. Chuyện cũng đã lỡ rồi, bỏ qua đi. Mẹ nói thế, có khác gì nói con làm đâu. Mẹ không có ý đó. Có, là mẹ cố tình đổ oan cho con để con bị cha mắng. Con ghét mẹ. Mẹ... Xoài, không được hỗn. Mẹ hai không sinh ra con, nên mẹ hai đâu có thương con thật lòng. Bà ấy chỉ giả vờ trước mặt cha thôi. Uổng công mẹ hai yêu thương, chăm sóc nuôi dạy con. Giờ con dám nói thế đấy hả? Ta phải cho con một trận. Thôi thôi, cho tôi xin, đừng đánh con mà. Bỏ ra, hôm nay tôi phải cho nó biết thế nào là lễ độ. Ây, tay bà có sao không? Trong mắt cha chỉ có bà ấy thôi. Xoài, vì bà mà cha đánh tôi ghét bà, tôi hận bà. Xoài, con... Xoài, cậu làm sao thế? Tớ ghét bà ấy, tớ ghét cha, tớ sẽ bỏ nhà đi. Sao lại thế? Có chuyện gì cậu nói đi. Là cha tớ đổ ăn cho tớ, đổ mỡ ra nhà, khiến mẹ hai bị ngã sái tay. Mà tớ vừa đi học về, có biết gì đâu, tớ dưng bị trận đòn. Cha tớ chỉ lo cho bà ấy, có thương yêu gì tớ đâu. Thì cũng tại cậu nhiều lần nghịch dại cơ, nên mới bị nghi ngờ. Tất cả là tại mẹ hai. Bà ấy lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm tớ, nhưng thực chất là giả tạo. Bà ấy chỉ đóng kịch trước mặt cha tớ thôi. Giả tạo như thế nào? Sao cậu biết? Thì suốt ngày ép tớ ăn, ép tớ học, bắt tớ dậy sớm, không cho tớ được tự do thoải mái. Như thế mà gọi là yêu thương à? Như thế là tốt cho cậu mà. Tớ cũng đã nhiều lần giúp cậu và Phú bà tránh khỏi hiểu lầm đấy. Phú bà yêu thương cậu thật lòng mà. Nhưng lần này là tại bà ấy. Vì bà ấy mà tớ bị cha đánh, tớ không thể chấp nhận được. Tớ phải bỏ nhà đi cho bà ấy vừa lòng. Vậy cậu bỏ nhà đi có phải vì mẹ hai không? Phải, tớ ghét bà ấy. Cha luôn đứng về phía bà ấy, lúc nào cũng nghe theo bà ấy đánh mắng tớ. Nhà đó của cậu mà, cậu ghét mẹ hai. Thế thì mẹ hai mới là người phải rời khỏi nhà chứ. Sao lại là cậu? Vì nếu cậu bỏ đi thì có phải mẹ hai đã đạt được mục đích rồi không? Đúng. Sao tớ lại phải là người bỏ nhà đi nhở? Thế bây giờ
tớ phải làm thế nào để tống khứ bà ấy đi? Giờ cậu đi theo bọn tớ về, tớ sẽ xử lý giúp cậu, được chưa? Ông tính nóng như kem ý, chưa chỉ đã đánh mắng nó. Tôi nghĩ không phải nó đổ mỡ ra sàn đâu. Nhà chỉ có nó là hay làm mấy cái trò bậy bạ đấy thôi. Mà sao bà cứ bênh nó chằm chặp thế nhỉ? Cháu chào phú ông phú bà ạ. Ôi xoài, xoài của mẹ, con đã về rồi, cảm ơn rồi. Con bỏ đi đâu làm cha mẹ lo quá. Bà tránh xa tôi ra. Con còn dám vác mặt về cái nhà này à? Mau xin lỗi mẹ hai đi. Chuyện đổ mỡ trên sàn nhà không phải con làm. Cha đổ ăn cho con thì cha phải xin lỗi con. Con nó nói đúng đấy, đúng là ông sai. Vì mỡ là do con mèo nó làm, ông phải xin lỗi con đi. Thôi được rồi, lần này là cha sai, cha xin lỗi con, được chưa? Con bỏ qua cho cha, nhưng cha phải đuổi ngay bà ấy ra khỏi nhà. Con đừng có láo, chuyện nào ra chuyện đấy. Nếu con còn tiếp tục kiếm chuyện thì đừng trách cha. Thôi ông, con nó còn nhỏ dại, từ từ mình khuyên bảo sau. Nó về là tốt rồi. Bà đừng có giả vờ thương tôi, bà đi đi, nhà này không cần bà nữa. Thằng này, thôi thôi, cho tôi xin. Xoài này, tớ hỏi cậu nhá, thường ngày ai nấu cơm cho cậu ăn? Nấu cơm á? Mẹ hai. Ai đêm đêm hát ru cho cậu ngủ? Mẹ hai. Ai thức trắng đêm chăm cậu mỗi lúc cậu bệnh? Cũng là mẹ hai. Thế ai là người dạy cậu học bài mỗi ngày? Là mẹ hai. Vậy nếu mẹ hai đi thì ai sẽ làm những việc đó cho cậu? Tớ sẽ tự làm. Cậu chắc cậu làm được không? Tớ chắc. Thế sao trước giờ cậu không làm mà để mẹ hai làm thay? Thì... Cha nói cho con biết, nếu không có mẹ hai thì con có lớn được như thế này không? Còn nữa, thôi mà ông, để tôi nói. Mặc dù cha rất muốn có thêm một đứa con nữa, nhưng mẹ hai nhất quyết không sinh thêm. Vì mẹ nói rằng muốn dành hết tình cảm cho con và chăm sóc con thật chu đáo. Thật thế ạ? Xoài của mẹ đừng bỏ nhà đi nữa nhá. Mẹ chỉ có mình con thôi, mẹ rất thương con. Mẹ, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ cũng có lỗi vì đã làm con tủi thân, nghĩ mình không được yêu thương. Cha cũng có lỗi, là tại cha nóng tính, không suy xét kỹ mà đổ lỗi cho con. Đứng lại, có giỏi thì bắt đi. Ai ngu gì mà đứng lại chứ. Ây da. Hồng Diêm, sao đang chạy lại dừng lại thế hả? Phải đấy, cậu chơi kiểu gì thế? Tớ còn ngã dập cả mông đây này, đúng là xui xẻo. Các cậu, nhìn ra bờ sông phía trước kìa. Hình như là chị Lành ở làng mình ý. Chị ấy đứng ở bờ sông làm gì nhở? Trông mặt chị ấy thiểu não thế kìa. Này, hay là định tự tử? Thế thì nguy to. Các cậu, mau ra cứu chị ấy đi. Ấy, mấy cái đứa này, sao tự nhiên lại kéo chị ngã thế? Bọn em đến cứu chị mà. Chẳng phải chị đang có ý định nhảy sông tự tử à? Đời còn dài, dài còn nhiều. À, quên, tương lai còn nhiều. Sao chị phải dại dột thế làm gì ạ? Cậu nói linh tinh gì thế hả, mít mật? Mấy cái đứa này, đúng là lũ trẻ ngốc. Các em nghĩ chị tự tử thật sao? Chị đúng là có đang buồn thật, nhưng không đến nỗi quẫn trí thế đâu. Vậy mà chị làm bọn em hú hồn. Thế chị có chuyện gì vậy? Là chuyện người lớn, các em không hiểu được đâu. Sao lại không? Chị quên Hồng Xiêm là thần đồng của làng mình rồi hay sao? Chuyện người lớn gì mà nó chẳng giải quyết được. Chị cứ nói cho bọn em biết đi. Phải đấy, biết đâu bọn em giúp được thì sao? Chuyện vợ chồng chị ấy mà. Anh Hiền chồng chị trước đây rất yêu thương, chiều chuộng chị. Nhưng từ ngày đi lính về thì trở nên cau có, hay tức giận vô cớ, khiến chị cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chán nản nữa. Thì ra là thế. Ôi dạo, theo tớ thấy chị Lành này cũng không phải dạng vừa đâu. Thấy hàng xóm nói chị ấy cũng khó tính ra phết đấy. Thấy bảo cũng hay càu nhàu lắm. Khẽ thôi, các cậu cứ nói linh tinh gì vậy? Giá mà có thể thay đổi được anh ấy, khiến anh ấy quay trở về như ngày xưa thì tốt biết mấy. Muốn chồng chị trở về như ngày xưa không phải là không có cách. Em có cách thật sao? Mau nói cho chị biết đi. Em thì không có cách,
nhưng em biết một ẩn sĩ có thể giúp chị. Ẩn sĩ á? Vâng, ẩn sĩ đấy rất giỏi, biết nhiều phép thuật, chắc chắn có thể giúp chị. Cứ 10 dặm hàng tháng, ông ta sẽ xuất hiện ở ngôi miếu sau cây đa. Chị muốn thì hãy đến gặp ông ấy. 10 dặm hàng tháng à? Ồ, mai chẳng phải là ngày rằm rồi sao? Được rồi, mai chị sẽ đến tìm ông ấy. Cảm ơn em nhé. Này Hồng Xiêm, cậu biết ẩn sĩ nào mà không nói cho tụi này biết thế? Phải đấy, ẩn sĩ gì thế? Ừ, tớ cũng tò mò quá. Muốn biết ẩn sĩ là ai thì lại đây, tớ nói cho mà nghe. Có ai ở đây không? Ông là ẩn sĩ ạ? Nhà chị đến tìm ta, ắt có việc muốn cầu xin. Vâng thưa ẩn sĩ, chẳng là con nghe nói người có nhiều phép thần thông, có thể ra tay giúp con nên con mới mạo muội đến đây tìm. Chị muốn ta giúp việc gì? Dạ, nhưng thưa ẩn sĩ, tại sao người phải che mặt ạ? Chị vừa gọi ta là gì? Dạ ẩn sĩ ạ. Đó, đã là ẩn sĩ thì đương nhiên là ta không muốn lộ mặt rồi. Thế mà chị cũng thắc mắc. Thôi vào việc đi, không là ta đi đấy. Dạ, con vào việc luôn ạ. Chẳng là dạo này tính tình chồng con đột nhiên thay đổi, hay cáu gắt, tức giận, không còn yêu thương và chiều chuộng con như ngày xưa nữa. Người có cách gì giúp chồng con trở về như trước không ạ? Muốn chồng chị nhẹ nhàng yêu thương chị như ngày trước à? Có thuốc, có thuốc. Có thuốc sao ạ? Dạ, xin người hãy cho con xin ạ. Thuốc này sẽ khiến con người ta thay đổi tâm tính, trở nên hiền lành dịu dàng. Ôi, đúng là thứ con cần đấy ạ. Xin người hãy cho con ạ. Cho chị thuốc cũng được thôi, nhưng muốn điều chế nó, trước tiên chị phải mang đến cho ta một sợi râu của con chó béc. Chị biết nó chứ? Con chó béc ạ? Có phải con chó dữ nhất làng của nhà bà Tám không ạ? Chuẩn, không cần chỉnh. Nhưng con chó đó nổi tiếng dữ dằn, sao con có thể đến gần nó mà nhổ râu được ạ? Muốn có thuốc thì phải chịu khó thôi. Chị tự về nghĩ cách đi. Dạ. Không biết cách này có ổn không nữa. Thôi thì cứ liều một phen xem sao. Nhưng con chó dữ thế kia, làm sao mình đến nhổ râu nó được bây giờ? Hay là thôi vậy, mình chẳng dám đến gần nó đâu. Chỉ cần mang được sợi râu của con chó đó về đây, ta đảm bảo sẽ khiến chồng chị thay đổi tâm tính. Cố lên nào, mình không thể chưa làm mà đã bỏ cuộc như vậy được. Qua ta vất vả mang cơm cho Mi, cuối cùng thì Mi cũng chịu coi ta là bạn rồi. Ta cần một sợi râu của Mi để làm thuốc, đừng giận nếu ta giật nó nhé. Dạ thưa ẩn sĩ, tôi đã lấy được sợi râu của con chó béc này rồi, người hãy làm thuốc cho tôi đi ạ. Ồ, thật sao? Chị đã lấy nó bằng cách nào thế? Dạ, lúc đầu tôi cũng sợ lắm, con chó ấy nổi tiếng hung dữ nhất làng, hễ ai đến gần nó đều sổ ra sủa với cắn. Nhưng tôi đã cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi, dần dần tiếp cận nó bằng cách cho nó ăn mỗi ngày. Cứ như vậy gần một tháng, cuối cùng thì nó cũng trở nên thân thiện với tôi. Chị thật là giỏi. Vậy thuốc của tôi thì sao ạ? Thuốc gì cơ? Thì thuốc mà người nói sẽ giúp chồng tôi thay đổi tâm tính, trở nên dịu dàng, hiền lành, yêu thương tôi như ban đầu đấy ạ. Ta nghĩ không cần phải dùng thuốc nữa. Một con chó dữ như vậy mà chị còn có cách thuần phục được, thì lẽ nào chị không làm được với chồng chị? Tôi... Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Muốn người khác đối xử tốt với mình
thì trước tiên mình cũng phải đối xử tốt với người ta. Nhẹ nhàng đổi lấy dịu dàng, yêu thương nhận lấy yêu thương. Tôi hiểu rồi. Trước giờ tôi chỉ biết trách móc mà không nhìn lại bản thân mình. Phải cho đi mới nhận lại được. Cảm ơn ẩn sĩ nhiều lắm. Chị hiểu được như vậy là tốt rồi. Cuối cùng cũng xong. May mà Hồng Xiêm nhẹ cân, không thì gãy cả cổ tớ. Tớ ngồi trên này cũng không thoải mái lắm đâu. Sao rồi? Chị Lành có tâm phục khẩu phục không? Chắc là thành công chứ. Đương nhiên là thành công rồi. Lời khuyên của ẩn sĩ cơ mà. Này, tớ cũng có công làm ẩn sĩ đấy nhá. Đừng tưởng một mình cậu. Rồi rồi, ai cũng có công cả. Được chưa?